Vâng, xin chào tất cả quý cô chú anh chị. Hôm nay em mới nhận thêm một cái sản phẩm nhà ở Hóc Môn, cách chợ Ba Bầu Hóc Môn tầm khoảng 300 m của chú anh chị. Đường trước nhà đường 4 m ha. Cái đường ở trên sổ nó Căn có nhà này có kết cấu là một trệt một lầu nóc giả của chú anh chị. Diện tích là 5 ngang 5 dài 9 của chú anh chị ha. Đây là phần như trong căn nhà. Nhà này có sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ của chú anh chị. Đường trước nhà đường 4 m ha. Rất là ok luôn cho cô chú anh chị mình mua ở đầu tư. Này nhà hiện tại là cái đường giá đó hiện là tại là căn này là 2 tỷ tư 50 triệu, thương lượng mạnh cho khách thiện chí. Xin mời cô chú anh chị mình tham khảo ha. Nhà này hiện tại đang xây dựng, diện tích xây dựng là ngang 5 dài 6. Còn phía sau nó có một cái luồng đất chống lắc nữa, cô chú anh chị mình xem ha. Nhà này cô chú anh chị mình mua mình tiện mình sửa chữa lại thì sẽ phân được là được 3 phòng ngủ đó cô chú anh chị. Phía này là cái hành lang ha, hành lang rất là rộng luôn. Mình tiện sửa chữa lại để về ở cũng được, nhưng nếu nhà đông người thì sửa chữa lại ngang ra phòng ngủ rồi ok nhất. Đây phía trước nè, phía trước này nó cũng có một cái khu trống trống đây nữa, một bếp hai nữa cô chú chị nè ha. Nên là rất là tiện phân phòng ngủ sửa chữa lại ha. Cô chú chị mình tham khảo ha. Cô chú chị nào mình cảm thấy nó phù hợp với mình thì liên hệ số điện thoại cho mình ha. Và quá trình theo dõi video thì đừng quên đăng ký kênh ủng hộ luôn cô chú chị ha. Nhà trước cũng có cái sân để xe rồi ok cô chú chị. Đây trước ha, đường trước là đường 4 m đây. Mình vô cái nhà này 4 m đường rất rộng nha. Trước có sân để xe này để máy giặt luôn. Rồi phía này cô chú nhìn phía bên này thì ra phía cái hông này là nằm nhà bếp nè, khu bếp nó mang mua sửa chữa lại thì mình sẽ thay đổi lại cái cấu xíu. Còn phía sau này sẽ có một cái luồng đất là hơn 2 m nữa. Luồng đất này đã cập nhật sinh sổ rồi. Còn cái đường này lối đi gọi là lối đi chung đi ra được luôn ha. Cô chú anh chị mình mua thì có thể tận dụng lối là đi bộ ra, còn lối trước mình ra chợ Hóc Ba Bầu Hóc Môn tổng khoảng mấy trăm mét thôi. Đây là cái sổ này cô chú anh chị ha, diện tích công nhận là 43 m². Đất là đất ở đô thị luôn nha cô chú anh chị. Đây cái sổ hồng là mình hoàn công luôn ha, hoàn công bài bản. Vâng, xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở một cái sản phẩm tiếp theo.